Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, chính chủ xác nhận về siêu phẩm tầm trung. Mới đây, EQ đã chính thức xác nhận rằng EQ Z9 Turbo Plus sẽ ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 24 tháng 9, thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu công nghệ với màn hình cực khủng. Thiết bị sở hữu màn hình OLED phẳng TCL Huaxing C8 độ phân giải 1.5K cùng tần số quét 144Hz. Sức mạnh của sản phẩm được đến từ Dimensity 9300 cộng, đạt điểm AnTuTu ấn tượng tới gần 2,4 triệu điểm, mang đến khả năng chơi game ổn định ở 58.5fps trong 30 phút. Đây thực sự là một mức hiệu năng mà đến các sản phẩm cao cấp cũng phải e dè, chứ chưa nói gì đến sản phẩm tầm trung cận cao cấp. Bên cạnh đó, máy còn có viên pin 6.400 mAh và hệ thống làm mát bằng chất lỏng VG, mang đến thời gian sử dụng lâu dài và hiệu suất tản nhiệt tối ưu. Sản phẩm này hứa hẹn sẽ tạo nên cơn bão trên thị trường trong thời gian tới. Tin tức tiếp theo, Huawei bừng sáng trong cơn bão iPhone 16. Ngày 20 tháng 9, thị trường Trung Quốc chứng kiến một sự kiện đầy bất ngờ khi sức hút của iPhone 16 giảm đáng kể, trong khi Huawei Mate XT màn hình gập 3 trở thành tâm điểm. Trái ngược với những năm trước, các nhà đầu cơ tại Trung Quốc gặp khó khăn trong việc bán iPhone 16, đặc biệt là phiên bản Pro. Một số người cho biết họ chỉ kiếm được thêm khoảng 1,4 triệu đồng từ bản 256GB, trong khi iPhone 16 Pro không thể bán ra và nhanh chóng mất giá. Trong khi đó, Huawei Mate XT cháy hàng chỉ sau vài giây mở bán, khiến giá trên chợ đen tăng gấp 3 lần so với mức giá niêm yết là 69 triệu đồng. Thành công này được đánh giá là nhờ vào sự sáng tạo vượt trội của Huawei trong phân khúc điện thoại cao cấp, trong khi Apple dường như đã thiếu đổi mới trong nhiều năm qua. Sự thất bại của Apple tại thị trường Trung Quốc lần này là một dấu hiệu cho thấy sức mạnh và sự phát triển nhanh chóng của các thương hiệu nội địa, đặc biệt là Huawei, đang thách thức ngôi vương của iPhone trong phân khúc điện thoại cao cấp. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, Qualcomm thực sự đã làm rất tốt. Mặc dù Apple trang bị hệ thống tản nhiệt và cải tiến hiệu suất trên chip A18 Pro trên iPhone 16 Pro Max, nhưng khi so sánh với các flagship Android dùng Snapdragon 8 Gen 3, kết quả lại cho thấy sự vượt trội của Android. Trong thử nghiệm chạy tựa game nặng Genshin Impact, iPhone 16 Pro Max chỉ duy trì được 55.5fps, trong khi Red Magic 9S Pro sử dụng 8 Gen 3 đạt tới 59.9fps và mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà hơn nhờ hệ thống làm mát chủ động. Đặc biệt, hiệu suất của iPhone 16 Pro, một thiết bị vốn nhỏ hơn, thậm chí giảm xuống 49.5fps, một phần do hệ thống tản nhiệt kém hiệu quả hơn. Điều này cũng cho thấy không chỉ chip mà cả hệ thống tản nhiệt cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu suất. Mặc dù iPhone 16 Pro Max vẫn là một cải tiến đáng kể so với thế hệ trước, nhưng với sự ổn định và hiệu suất vượt trội của Snapdragon 8 Gen 3, Android đang trở thành đối thủ đáng gờm hơn bao giờ hết trong cuộc đua về hiệu năng trên smartphone. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.